Kính thưa quý bác, quý cô chú và quý anh chị, xin cho phép Quỳnh được đứng, bởi vì trong tất cả những người ở đây có vẻ Quỳnh là người nhỏ nhất, mà tất cả những người nghe Quỳnh nói đều là người lớn hơn Quỳnh. Dạ, thưa quý bác, quý cô chú và quý anh chị, trong một lần đi gặp cộng đồng ở Dallas thì có một bác đã hỏi Quỳnh rằng là chúng ta chống cộng 44 năm đến đâu rồi? Và khi bác hỏi Quỳnh như vậy thì cái câu hỏi đó nó không còn là câu hỏi nữa, mà Quỳnh đọc qua đó, đó chính là sự trăn trở, là tâm tư và cả sự tuyệt vọng. Và qua hình ảnh của bác thì Quỳnh nghĩ không biết 30-40 năm nữa Quỳnh có đi hỏi nắm hay gấu hay thế hệ sau Quỳnh rằng là chúng ta chống cộng tới đâu rồi hay không. Và đó chính là lý do tại sao Quỳnh chọn một chủ đề nhìn lại mục tiêu chống cộng trong suốt 44 năm qua. Kính thưa quý vị, nhìn lại 44 năm qua, tinh thần và thái độ chống cộng không chấp nhận độc tài đảng trị đã khởi nguồn khắp cả nước bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thái độ không chấp nhận cộng sản của người Việt Nam đã được thể hiện và trở thành biến cố lịch sử không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Biến cố lịch sử này được mang tên là Thuyền Nhân, hay còn gọi là Boat People. Và đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân, bằng thuyền của hàng triệu người Việt sẵn sàng chết ngoài biển khơi để đi tìm tự do. Họ đã lấy mạng sống của mình để tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi không chấp nhận chế độ cộng sản. Và đó cũng chính là thái độ của chúng ta đối với đảng cộng sản, đối với bộ máy cai trị cộng sản hiện nay. Thái độ đó được gọi là thái độ chống cộng và lập trường chống cộng. Để duy trì thái độ và lập trường chống cộng trong suốt 44 năm ở xứ người, đó hoàn toàn không phải là câu chuyện đơn giản, và đó là một nỗ lực mà tất cả những người ở đây, ngồi ở đây đã từng góp sức. Người bác mà hỏi Quỳnh ở Dallas có thể đã bước chân xuống đường để đi biểu tình trong những ngày quốc hận. Con cháu của bác cũng đã vào quốc hội để vận động chữ ký. Rồi chúng ta có rất là nhiều bài viết chiến dịch để lên án Hà Nội chà đạp nhân quyền và vận động các thượng nghị sĩ lên tiếng. Chúng ta tố cáo bạo quyền cộng sản. Chúng ta lên án tội ác của đảng cộng sản trong cuộc cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, Tết Mậu Thân, kinh tế mới, vân vân. Nhà tù mang tên học tập cải tạo, tất cả ngồi ở đây đều đã làm chuyện đó. Và tất cả những hoạt động đó, nếu xét lại, Quỳnh cho rằng nó vẫn nằm trong phạm vi bày tỏ thái độ đối với tà quyền và lập trường đối với bạo quyền cộng sản. Và thực sự, nếu như không có sự duy trì thái độ về lập trường chống cộng trong suốt thời gian qua của tất cả chúng ta ở đây, thì Quỳnh và các bạn ở trong nước chắc chắn sẽ không có được sự hỗ trợ, không có được sự bắt tay với một cộng đồng hải ngoại để chung một chí hướng. Chí hướng chung đó là xóa bỏ độc tài, chấm dứt sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà nói đến chuyện đó, chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế là chế độ cộng sản vẫn còn tồn tại sau 44 năm. Cho nên khi ngồi bàn về chuyện tương lai, chúng ta cần xác định lại mục tiêu. Thứ nhất, chống cộng, theo Quỳnh nghĩ, chống cộng cần được phân biệt rõ qua hành động và thái độ. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở thái độ khinh ghét, lên án, tố cáo bất hợp tác, thì chủ yếu guồng máy cai trị của cộng sản vẫn còn ở đó. Nhưng nếu chúng ta đi vào hành động thì mọi chuyện sẽ khác. Tiến trình từ nhận thức sang thái độ và cuối cùng hành động sẽ hiệu quả hơn khi chúng ta cần phân biệt rõ đâu là hành động chống cộng và đâu là thái độ chống cộng. Ví dụ hãy tưởng tượng như chế độ độc tài cộng sản là một cục đá cản đường phát triển của dân tộc. Nếu như từ ngày này qua tháng nọ chúng ta chỉ đi xung quanh nó, chúng ta chửi bới nó, chúng ta mạt sát nó, chúng ta tố cáo nó, thì nó vẫn nằm y nguyên ở đó, mặc dù số người căm ghét nó sẽ tăng lên. Đó là nhận thức, là thái độ. Nhưng nếu từ đó mà có hành động thì sẽ khác. Và khi nhận diện cộng sản là cục đá cản đường của dân tộc thì chúng ta phải lựa chọn mục tiêu để tranh đấu. Và thực ra nền tảng của các phương thức đấu tranh rất là cơ bản, đó chính là làm cho địch yếu và làm cho ta mạnh. Sức mạnh cai trị của cộng sản được xây dựng dựa trên các trụ cột quyền lực nào?
đó chính là hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh, hệ thống tuyên truyền, hệ thống giáo dục nhồi sọ, hệ thống công an. Vậy thì chúng ta làm cho địch yếu bằng cách nào? Dạ, chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta tập trung toàn bộ để đập tan cái cục đá mà mang tên Cộng sản thì sẽ khó, vì chúng ta không đủ sức. Nhưng nếu chúng ta chọn cái trụ cột yếu nhất, hoặc là chọn cái trụ cột nào mà khi nó lung lay thì khiến các trụ cột khác sẽ suy yếu theo, và lúc này cơ hội thành công của chúng ta sẽ lớn hơn. Nói ngắn gọn lại là muốn làm cho địch yếu thì phải làm cho tảng đá bị sức mẻ từng phần, và làm cho chế độ bị xói mòn, lung lay, người dân không còn tin vào chế độ nữa. Đó là những hành động chống cộng mà chúng ta muốn nhắm đến. Tuy nhiên, với hệ thống truyền thông hiện nay, thì một hệ thống thông tin truyền thông của Cộng sản là một trong những mục tiêu mà chúng ta, anh Huy và tất cả những người ngồi đây đã từng nhắm tới. Đó chính là chúng ta có thể thắng. Quỳnh và các bạn ở trong nhóm làm việc của Quỳnh là nhóm dân làm báo đã gọi đây chính là mặt trận truyền thông. Thì song song với việc hồi nãy nói làm cho địch yếu, chúng ta phải làm cho chúng ta mạnh. Vậy chúng ta có sức mạnh từ đâu? Sức mạnh của chúng ta đó chính là quần chúng. Chúng ta phải xây dựng thực lực. Và sức mạnh này nhóm chúng ta, Quỳnh gọi, các bạn của Quỳnh trong dân làm báo, nhóm chúng ta gọi đó chính là xây dựng sức mạnh quần chúng, people power. Nếu sức mạnh của chúng ta quá yếu thì những nỗ lực dù có làm cho chế độ suy yếu phần nào rồi nó cũng sẽ nhanh chóng hồi hụt và mạnh hơn. Bên cạnh cuộc chiến làm cho truyền thông làm cho địch yếu thì mọi nỗ lực làm sao để có thêm người dân tham gia với mình, không còn ỷ lại, không còn làm khán giả. Và Quỳnh và các bạn sẽ cố gắng để đo lường mức độ thành công của mình đối với việc mà có người dân tham gia. Kính thưa quý bác, thật là khó nếu mà để trình bày tất cả con đường và mục tiêu chống cộng chỉ trong một phút. Nhưng mà Quỳnh tin rằng hôm nay với những chia sẻ trên thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều rất đơn giản. Chống cộng là những hành động và những việc làm thực sự làm cho Cộng sản yếu đi, và bên cạnh đó làm cho người Việt quốc gia mạnh hơn. Và có như vậy thì chúng ta chỉ có làm được chuyện đó thì chúng ta mới thực sự đạt được mục tiêu chung là giải thể chế độ độc tài, độc đảng của Đảng của Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian rất ngắn ngủi sẽ không có phương thức rõ ràng, nhưng để có người dân càng ngày càng tham gia nhiều hơn vào công cuộc chung thì có sức mạnh quần chúng, people power. Chúng ta có thể nhìn thấy ở Hồng Kông hàng triệu người xuống đường, không phải thuộc riêng một nhóm nào, một tổ chức nào, mà tất cả mọi nỗ lực đều sẽ đạt được mục tiêu chung là ở đó. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý của quý bác, quý cô chị, quý cô chú và các anh chị. Vâng, xin cảm ơn blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị phần phát biểu cảm tưởng từ trong nước của Hòa Thượng Thích Không Tánh. Hòa Thượng Thích Không Tánh, ngài có tên khai sinh là Phạm Ngọc Ấn. Ông sinh năm 1943 và là một nhân vật bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Ngài đã bị phạt 5 năm tù và 5 năm quản chế ngày 2 tháng 10 năm 1992 về cái tội lưu hành tài liệu có nội dung chống lại nhà nước. Và ngài đã được thả tự do vào tháng 10 năm 1993, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù ngày 14 tháng 8 năm 95 về tội phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Xin ban kỹ thuật cho... Dạ vâng, xin mời Hòa Thượng ạ. Kính thưa quý đồng hương đang có mặt trong buổi hội đàm hôm nay, kính thưa quý hội đồng liên tôn ở Houston, Texas, kính thưa Hòa Thượng Thích Huyền Việt, kính thưa các cựu tù nhân lương tâm từ nhiều nơi đã về tụ về đây, kính thưa ban tổ chức cuộc hội đàm và quý cơ quan, chúng tôi là Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện trưởng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cũng là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam.
Chúng tôi cũng là một bộ chủ nhân lương tâm, hiện vẫn đang tiếp tục đấu tranh trong nước cho tự do tôn giáo và các quyền của con người. Tôi rất vui khi được tin rằng một chục vị nữ tù nhân lương tâm đang lưu vong tại hải ngoại đề tụ về Houston, Texas, Hoa Kỳ để gặp nhau và gặp gỡ đồng bào thân yêu tại đây. Và tôi cũng rất vui, rất hân hạnh là được ban tổ chức mời phát biểu đôi lời trong buổi hội đàm lịch sử này. Kính thưa toàn thể quý hiệp vị, tôi hy vọng và cầu chúc cho cuộc gặp gỡ họp mặt này tạo được một tình thân ái, một sự thông cảm sâu xa giữa đồng bào Việt Nam tại hải ngoại và đồng bào Việt Nam trong nước, giữa những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại hải ngoại và những người đấu tranh trong nước mà các cựu tù nhân lương tâm đang sống lưu vong, là những nhân tố tích cực làm trung gian tạo nên cái tình thân và sự thông cảm sâu xa này. Tình thân ấy và sự thông cảm sâu xa ấy là điều kiện cần thiết để tạo nên sự đoàn kết giữa trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh cần thiết cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống lại cơ chế độc tài, đoàn trị ác đức, bất tân, phi lý của cộng sản mà dân tộc Việt Nam chúng ta đang phải chịu hiện nay. Xin nguyện mười phương chư Phật, Thượng Đế cùng các đấng chí tôn và hồn thiên dân tộc chúc phúc cho cuộc hội đàm lịch sử này và giúp cho cuộc gặp gỡ hôm nay là một tín hiệu tốt cho tương lai của dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Không biết Vâng, xin cảm ơn Hòa Thượng và cảm ơn quý vị trong ban kỹ thuật. Xin phép quý vị, tôi cũng lại xin bắt chước cô Như Quỳnh để đứng để giới thiệu quý vị. Vì tôi muốn đứng để ngỏ lời tấm lòng ngưỡng mộ của tôi đến với tất cả các anh chị đang ngồi trên bàn thuyết trình ngày hôm nay. Thực sự tôi làm công việc về định cư người tị nạn suốt 41 năm qua, từ năm 1975 cho đến bây giờ. Hơn ai hết tôi hiểu được cái nỗi khó khăn và phải phấn đấu trong cuộc đời sống mới của những người tị nạn từ năm 75, rồi qua biết bao nhiêu giai đoạn thuyền nhân, những người đi theo diện tù nhân chính trị, những diện đoàn tụ gia đình, diện bảo lãnh vân vân. Tất cả mọi người tị nạn hay là người di dân đặt chân đến cái mảnh đất này hay là những quốc gia tự do, chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là phải có một người, một nhà đứng ra bảo trợ. Ngày xưa thì các nhà thờ của Hoa Kỳ, các hội đoàn của người Mỹ hay là các hội đoàn ở các quốc gia khác, gần đây thì có gia đình đứng ra bảo lãnh. Trong bước đầu ai cũng cần phải có một người dìu bước để quý vị có thể tiến thân trên cái con đường tự túc tự cường ở một quốc gia tự do, một đất nước mà chúng ta hoàn toàn xa lạ với ngôn ngữ, bằng cấp có ở trong nước đã không được sử dụng hay là chưa được sử dụng ở hải ngoại, những cái kinh nghiệm có ở trong nước, kinh nghiệm sống ở trong nước, kinh nghiệm làm việc ở trong nước chưa chắc đã được sử dụng tại hải ngoại, huống chi đối với những người từ nhà tù mà bước hẳn sang một thế giới tự do. Thì chúng ta có thể tưởng tượng được, không một thân nhân, không một hội đoàn bảo trợ, chúng ta không tưởng tượng được cái sự khó khăn của họ phải đối đầu như thế nào. Vì thế cho nên một lần nữa tôi xin phép đứng lên để tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm ơn sự hy sinh rất lớn lao của tất cả quý vị đang ngồi ở đây, những vị cựu tù nhân. Dạ. Và cũng trong cái chủ đề đó, tôi xin giới thiệu diễn giả cuối cùng có mặt ở đây, đó là nhạc sĩ Việt Khang. Nhạc sĩ Việt Khang chọn một cái chủ đề rất là khiêm nhượng và nó đáp lại cái sự ưu tư của tôi lúc nãy, là làm thế nào để mà đối phó với cái sự khó khăn của những người tù nhân lương tâm lưu vong. Xin mời nhạc sĩ Việt Khang.
Xin ban kỹ thuật bật cái microphone màu đỏ lên giùm. Thầy Vi Khang trân trọng kính chào tất cả quý ông bà cô bác, các anh chị đang có mặt trong hội trường buổi chiều hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị. Nãy giờ qua những cái sự diễn giải của các vị mà ngồi ở trên này, chắc cũng rất là đầy đủ những cái chi tiết về những cái đường hướng đấu tranh. Chúng ta cũng biết rằng là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Chúng ta tìm ra những cái sự tự do, những cái sự khác biệt nhau để mà chúng ta đạt tới cái mục tiêu tốt đẹp cho cái chung. Chứ không phải chúng ta khác biệt nhau để đấu đá nhau, để mà hạ bệ nhau. Thì mỗi một con người ơn trên ban cho chúng ta một cái khả năng, một cái tài năng riêng. Cho nên là Việt Khang tin rằng với cái khả năng riêng của mình, miễn sao mình có tấm lòng với quê hương, với dân tộc, với đất nước của mình trước họa ngoại xâm cũng như là nội xâm, thì chúng ta tự phát huy cái tài năng đó, cái khả năng đó. Giống như là Việt Khang không thể nào nói giống như anh Trương Quốc Huy được, cũng như Việt Khang không thể nào mà giống như chị Như Quỳnh hoặc là từng thành viên ở nơi đây. Cái mà Việt Khang mong muốn chỉ là sử dụng cái tài mọn của mình, đó là đem tiếng hát đến cho tất cả những người Việt Nam khắp nơi. Cảm ơn quý vị. Tiếng hát của Việt Khang trang chứa những cái hoài bão, những cái ưu tư và những cái ước mơ một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền. Người dân Việt Nam phải được làm chủ đất nước của mình. Người dân Việt Nam phải có cái quyền làm người cơ bản. Cho nên Việt Khang ngồi nơi đây là một người nghệ sĩ. Việt Khang lắng nghe những cái chia sẻ của những người có những cái nghiên cứu khác nhau để Việt Khang thu thập cho mình những cái kinh nghiệm để tiếp tục cho ra những sáng tác để mà giúp cho cái phong trào đấu tranh, phong trào yêu nước càng lan rộng càng tốt. Thì như chú Nam Lộc có nói, ai trong chúng ta khi mà xa xứ, xa quê, đó là một cái nỗi niềm rất là đau khổ. Không ai muốn rời xa quê cha đất tổ của mình, bởi vì nơi đó mình sống không còn bình an nữa, mình mới ra đi. Việt Khang dùng cái từ không còn bình an nữa, chứ không có muốn dùng những cái từ ngữ mà nó khủng khiếp hơn. Ai chúng ta cũng đã biết nó khủng khiếp như thế nào, cho nên chúng ta mới ra đi. Thì chúng ta ra đi sống nơi xứ người, và đại đa số những cái người không phải là những người tù lương tâm gần đây, hay là những người tù chính trị mà gần đây được bị trục xuất đi, hoặc là được đi tị nạn giống như Việt Khang. Người Việt của mình đến một đất nước tự do, được ăn học, được có những cái bằng cấp mà quốc gia đó người ta trọng dụng, và những công ăn việc làm đã có đầy đủ những cái phương tiện sống, rồi chúng ta mới nhớ về quê hương của chúng ta để mà chúng ta tiếp tục lên tiếng bằng mọi hình thức để mà kêu gọi quốc tế, kêu gọi người Việt ở trong nước cũng như khắp nơi hãy hướng về quê hương, hãy cứu lấy quê hương của chúng ta ở cái giai đoạn trước họa ngoại xâm. Xin thưa tất cả quý vị, không phải ở đây Việt Khang than vang với bất kỳ ai, nhưng đây nó là một cái vấn đề tế nhị và thực tế. Những người tù gần đây, chẳng hạn như anh Nguyễn Văn Hải, chị Tạ Phong Tần, hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trương Quốc Huy,
Có những vị Việt Khang xin lỗi là Việt Khang không có nhớ tên hết. Vừa đặt chân xuống Hoa Kỳ hoặc đặt chân xuống bến bờ tự do nào đó thì mặc định rằng phải tiếp tục đấu tranh, trong khi anh em chúng tôi chưa có được cái sự ổn định cuộc sống. Có nhiều câu hỏi đặt ra. Việt Khang, em qua được ở Mỹ, em có tiếp tục sáng tác hay không? Thì Việt Khang vẫn trả lời, nếu ơn trên còn ban cho mình cái ơn sáng tác thì Việt Khang vẫn tiếp tục sáng tác. Nhưng ít có ai hỏi rằng em làm gì em sống. Ít có ai hỏi những cái chuyện rất là thực tế. Ví dụ như nếu mà chúng ta ai cũng hiểu ở đất Mỹ này nhiều tiểu bang, cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn ở Cali. Nhưng cũng có nhiều người phải chọn Cali để sinh sống, để sống nơi đó, để tiếp tục làm cái việc của mình mới hiệu quả hơn là ở những tiểu bang khác. Ở cái nơi Cali, miền Nam Cali ai cũng biết rất là đắt đỏ. Thì Việt Khang cũng hy vọng rằng sau cái cuộc hội đàm ngày hôm nay, và Việt Khang sẽ chia sẻ nhiều hơn với ban tổ chức về cái vấn đề là phải thành lập ra một cái hội nhóm hoặc là một cái phong trào nào đó để mà yểm trợ cho những người tù lương tâm, những người tù chính trị. Để cho quý vị nói, Việt Khang nói, như bây giờ Việt Khang nói cái này, Việt Khang rất là cảm động. Bởi vì những anh em của mình ở trong tù đã thấy thảm lắm rồi. Bước ra hải ngoại chịu áp lực rất là nặng, rất là lớn. Cái áp lực bắt buộc phải đấu tranh, phải làm cái gì đó để cho người ta thấy. Có nhiều người phải làm không phải là cái sở trường của mình luôn. Bởi vì nếu không sẽ bị đánh phá là Việt Cộng. Việt Khang kêu gọi tất cả những anh chị em nào ở trên Facebook thường đấu đá nhau, chúng ta ngưng lại đi. Chúng ta có quyền khác nhau, nhưng mục tiêu chung của chúng ta là những người yêu nước, những người thương nòi. Khác nhau lên Facebook, chúng ta đưa ra những cái câu nói chỉ trích nhau, chửi bới nhau, thậm chí là tục tiểu nữa. Người khác người ta nhìn vào, nói thẳng là Cộng sản họ nhìn vào, mất đi cái tinh thần đấu tranh. Và quý vị biết rằng ở trong nước Việt Nam họ có một cái lực lượng gọi là dư luận viên, họ thừa những cái cơ hội đó để đánh phá thêm cho những anh em chúng tôi. Việt Khang thường, quý vị thấy cái Facebook của Việt Khang không hề cãi nhau với ai. Ai có nói mình thậm tệ như mức độ nào, nhưng hôm nay, ngày mai, ngày kia, Việt Khang vẫn tiếp tục cho ra một bài hát mới. Cái đó là lời trả lời không gì bằng. Cho nên á, Việt Khang biết rằng có những người bởi vì khác nhau, đố kỵ nhau và cứ bươi móc nhau. Làm như vậy thì cái phong trào nó sẽ trở nên đi vào ngõ cụt. Cho nên là Việt Khang mong rằng là về vấn đề tài chánh thì sẽ có một cái hội nhóm nào đứng ra để mà đứng đằng sau cho những người tù lương tâm ở khắp nơi, chứ không phải anh em chúng tôi không. Và những cái đố kỵ nhau xin hãy dừng lại. Việt Khang chỉ có đôi lời cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Việt Khang rất là nhiều. Thưa quý vị, đáng lẽ 8 phút đã hết, nhưng mà nghe lời tâm tình của Việt Khang rất là cảm động, thành thử ra bạn tổ chức du di thêm chừng 2 phút nữa. Nhưng mà không lẽ chỉ để Việt Khang phát biểu không thì đâu có được, phải không quý vị? Thành thử ra quý vị nào muốn nghe Việt Khang hát, xin quý vị giơ tay lên ạ. Vâng, như vậy phiền anh Việt Khang
tặng cho quý vị khán thính giả ở Houston một bài hát. Và xin hỏi anh Trương Quốc Huy là bây giờ có bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta trên hệ thống YouTube Live? Thì bây giờ chúng ta đang có 2.500 người đang vẫn tiếp tục theo dõi trên livestream thưa quý vị. Hồi nãy Việt Khang đứng bên trong nói rồi, thì bây giờ phải bước ra bên ngoài hát cho tất cả quý vị nghe, giống như theo lời yêu cầu của ông nhà sĩ rất là dễ thương. Với lại trong cái cuộc họp á, Việt Khang thích là cái không khí nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một bài hát mới của Việt Khang sáng tác sau cái sự kiện ngày 10 tháng 6 năm rồi. Việt Khang sáng tác cái bài hát nói là Nước Nam của người Việt Nam. Không biết là quý vị ở đây có đã nghe chưa, ở trên YouTube chưa ạ? Dạ có. Chưa luôn. Thiệt là đáng tiếc. Việt Khang mong rằng quý vị có mặt ngày hôm nay sẽ vào trong cái YouTube, cái channel của Việt Khang Music. Tất cả những bài hát mới Việt Khang sẽ thực hiện xong sẽ đăng free ở trên đó. Mong quý vị xem, nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để chúng ta lan tỏa lòng yêu nước. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe bài hát Nước Nam của người Việt Nam. Tuy rằng hơi mệt nhưng mà Việt Khang sẽ cố gắng. Cảm ơn quý vị. Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đá đỉnh tài sách trời. Cớ sao lũ giặc sang sấm lớn, chúng bay sẽ bị Việt Nam, núi sông đất trời biển đảo, không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đổi trao. Tổ tiên ngàn năm dưỡng nước, biết bao dân Việt ngả xuống, bởi non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân. Giờ kẻ thù phương Bắc đang dẫm tâm cướp non sông này, bằng hình thức bằng rào thâm sâu của bọn giặc tàu. Thôi người Việt Nam, cảm ơn tất cả quý vị. Nước Nam của người Việt Nam, núi sông đất trời biển đảo, không ai có quyền làm của riêng ai, không ai có quyền buôn bán đổi trao. Tổ tiên ngàn năm dưỡng nước, biết bao dân Việt ngả xuống, bởi non nước này là của muôn dân, non sông nước này thuộc về nhân dân. Giờ kẻ thù phương Bắc đang sông này, bằng hình
gì thuộc về dân ta. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin cảm ơn. Cảm ơn.